Có bạn, mình biết đây là Oppo và Samsung. Cái tay mình cầm thì là máy Samsung Z7. Đây là Oppo gì đây? Tớ chỉ biết nó là một cái của Samsung và một cái Oppo. Theo mình biết thì đây là Samsung, đây là Oppo. Còn Samsung, Oppo gì thì cũng biết. Và nhớ gì ạ? Hiện tại bọn em đang cầm trên tay là hai cái điện thoại. Một là Samsung, hai là Oppo. Nếu mà mình được chọn máy mua thì mình sẽ chọn Samsung, bởi vì màn hình chụp cũng khá là hoàn hảo và giá cả cũng vừa phải. Mình nghĩ là giá tiền này mua S8 thì đẹp hơn. Về kiểu dáng thì mình thích của Samsung hơn. Còn nếu chỉ xét về chế độ selfie thì mình sẽ thích của Oppo hơn. Với sự lựa chọn của mình về cả mức giá lẫn kiểu dáng thì mình sẽ chọn Samsung. Hai máy thì mình thích cái Oppo, nó làm mình xinh gái hơn, che mụn và che mụn làm da mình sáng hơn. Nếu mà có tiền thì em mua iPhone. Nói của mê tín thì đúng là mua iPhone thật. Còn nếu mà trường hợp này thì bọn em sẽ mua Oppo ạ, vì chụp ảnh đẹp là được.